Ok, xin chào các bạn. Mình là Tiến, thành viên sáng lập của một trong những thành viên sáng lập của Cardano2vn, cũng là một trong những người chủ dự án Catalyst for Students. Thì hôm nay là một trong những ngày mà chúng ta kết thúc, có thể là nhóm đã kết thúc cái dự án Catalyst for Students. Thì mình cũng có một vài cái cảm tưởng trước khi mà đóng cái dự án này. Trước khi mà chúng tôi những thành viên mà viết ra dự án Catalyst for Students ấy trên nền tảng của Cardano Catalyst thì cũng có rất nhiều cái băn khoăn, có những cái trăn trở, bởi vì là làm thế nào đấy để cho Catalyst được biết đến nhiều hơn, làm thế nào đấy để cho các bạn sinh viên, các thế hệ trẻ, những cái ý tưởng của bạn sinh viên được biết đến nhiều hơn và có khả năng hiện thực hóa nhiều hơn. Thì đó là trong những cái lo lắng của chúng tôi. Nhưng đến ngày hôm nay ấy, thì sau khi mà thực hiện xong hai trường, triển khai dự án Catalyst for Students tại hai trường là Trường Đại học Giao thông Vận tải và Trường Đại học Nguyễn Trãi, thì chúng tôi là hoàn toàn có thể tin tưởng là đây là một cái dự án rất là thành công. Cái thành công nó đến từ rất nhiều phía. Thứ nhất là từ số lượng, quan trọng nhất là số lượng các bạn sinh viên tham gia mỗi cái buổi học. Những cái đề xuất mà các bạn viết ở cuối mỗi khóa. Chúng tôi rất là ngạc nhiên khi các bạn có rất nhiều ý tưởng sáng tạo trình bày ở trong cái khóa học này. Các bạn có cực kỳ nhiều ý tưởng sáng tạo và rất là mạnh bạo các bạn làm. Cái thứ hai là chúng tôi thấy các bạn có những cái bài đánh giá CA rất là xuất sắc, thậm chí là có những bài đánh giá CA sáng tạo hơn rất nhiều cái mà chúng tôi đã đề cập đến cho các bạn. Thì với những kết quả đó, chúng tôi tin tưởng rằng là đây là một cái dự án rất là thành công và cũng là một cái những cái tiềm năng để cho chúng ta những người trong cộng đồng Cardano, cộng đồng Catalyst phát triển Catalyst cho thế hệ trẻ, cho những thế hệ sau này một cách vững bền hơn, một cách trường tồn hơn. Thì thông qua đây tôi cũng rất là cảm ơn những thành viên đội nhóm của chúng tôi. Chúng tôi có những thành viên rất là tích cực, những thành viên rất là chăm chỉ và rất là trách nhiệm để cho cái dự án được đóng một cách rất là xuất sắc, rất là thành công như thế này. Thứ hai nữa là cảm ơn các em sinh viên, cảm ơn nhà trường rất là hỗ trợ và các em sinh viên tham gia rất là nhiệt tình. Hy vọng đây là những cái bước đi đầu tiên làm cho cái dự án này thành công và cũng là đặt những viên gạch đầu tiên để chúng ta phát triển những dự án về sau này cho những thế hệ trẻ biết đến Catalyst nhiều hơn, biết đến những cái mô hình cấp vốn nhiều hơn. Cảm ơn tất cả những thành viên tham gia dự án và đặc biệt là cảm ơn Project Catalyst của Cardano. Xin cảm ơn.